Thụy Điển, Phần Lan đầu hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mấy ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã đột nhiên từ bỏ quyển phủ quyết về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại đột ngột từ bỏ quyền này? Phần Lan và Thụy Điển đã phải thỏa hiệp gì với Thổ Nhĩ Kỳ để có thể trở thành thành viên của NATO? Đánh đổi này nằm trong toan tính gì của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan? Việc gia nhập NATO có phải là để được che chở bởi một chiếc ô hòa bình của tổ chức phòng thủ này hay không? NATO đã có ấp ủ chiến lược gì? Quang Hải xin mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này ngay sau đây. Thụy Điển, Phần Lan đánh đổi để là thành viên của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã phản đối việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào NATO. Tuy nhiên, nước này hiện nay đã bãi bỏ quyền phủ quyết ủng hộ tư cách thành viên của họ. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng Thụy Điển và Phần Lan ủng hộ các nhóm chiến binh người Kurd như PKK. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã bày tỏ sự lo ngại về việc Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp các thành viên của tổ chức này. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tiến hành các hoạt động quân sự ở Iraq và Syria trong vài năm qua nhằm mục đích lật đổ PKK và các nhóm chiến đấu thuộc đơn vị bảo vệ nhân dân IPG. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tuyên bố sẽ từ bỏ việc phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào NATO. Trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO tại Madrid, Ankara cho biết rằng họ sẽ ủng hộ việc hai nước này trở thành thành viên của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức 2 ngày, thì ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã ký một biên bản ghi nhớ. Vào ngày 28 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Phần Lan đã đưa ra một bản tuyên bố. Bản ghi nhớ chung của chúng tôi nhấn mạnh cam kết của Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mở rộng sự hỗ trợ đầy đủ chống lại các mối đe dọa đối với an ninh của nhau. Chúng ta trở thành đồng minh của NATO và sẽ củng cố hơn nữa cam kết này. Cả hai quốc gia Bắc Âu này giờ đây đã được mời gia nhập vào NATO và phải tuân thủ các thủ tục phê chuẩn của khối này theo nghị định thư NATO. Đơn xin gia nhập NATO của một quốc gia hiện cần phải có sự đồng ý của tất cả 30 thành viên, trong nhiều trường hợp cần đến cả nghị viện quốc gia phê chuẩn. Trong khi đó, cả hai nước này sẽ có thể tham gia tất cả các cuộc họp nhưng không có quyền bỏ phiếu. Vậy Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý điều gì? Nếu như trước đây, Thụy Điển và Phần Lan gia tăng lệnh cấm vũ khí trang bị và chấm dứt hỗ trợ các nhóm người Kurd, thì nay Thụy Điển và Phần Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán một số loại vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ đã có được những vũ khí mà họ muốn. Thụy Điển sẽ phải hợp tác đầy đủ với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại PKK và thực hiện các bước cụ thể trong việc dẫn độ các nhóm chiến binh người Kurd ra khỏi đất nước này. Mặc dù vẫn sẽ mất rất nhiều tháng nữa để các nước Bắc Âu này có thể gia nhập vào Liên minh NATO, vì sự gia nhập của họ cần có được sự phê chuẩn của tất cả các quốc gia thành viên. Nhưng Thụy Điển và Phần Lan đã bắt đầu đàn áp các hoạt động của PKK và dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm buôn bán vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này chỉ để cho họ có được tư cách trở thành thành viên của NATO. Điều mà họ cho rằng đây là sự thèm muốn của rất nhiều quốc gia. Bây giờ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dường như đang can thiệp vào chính trường của Thụy Điển. Ông ấy đang cố gắng để hất cẳng Đảng Công nhân Kurd PKK thống trị khỏi Thụy Điển và đang thuyết phục người dân Thụy Điển ủng hộ lực lượng Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi lại những chiêu cũ và hiện đang ủng hộ Đảng Hồi giáo Nyanset mới được thành lập của Thụy Điển. Thụy Điển rất muốn để trở thành một thành viên của Liên minh phương Tây, cho nên họ sẽ sẵn sàng cúi đầu trước bất kỳ một đòi hỏi nào của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở Thụy Điển vào thời điểm mà các cuộc bầu cử quốc gia đang đến gần vào tháng 9 tới. Đảng cực hữu và lực lượng vũ trang người Kurd có thể lập ra một liên minh để chống lại Đảng Tự do đang cầm quyền ở Thụy Điển. Đảng cầm quyền Thụy Điển có thể đối mặt với những phản ứng dữ dội trong cuộc bầu cử sắp tới vì đầu hàng hoàn toàn dưới tay của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có để trở thành một thành viên, một thành phần của Liên minh NATO. Trước hành động này của Ankara, tất cả các phương tiện truyền thông đều ca tụng Thổ Nhĩ Kỳ, còn các nước Bắc Âu thì cho rằng họ đang tiến gần hơn một chút đến viễn cảnh có thể gia nhập vào NATO. Nhưng hành động đầy hứa hẹn từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một mớ hỗn độn vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan biết rằng những tinh thần cao đẹp của NATO say mê chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta biết rằng quá trình gia nhập NATO là một chặng đường rất dài, sẽ mất vài tháng để bất kỳ một quốc gia nào được phép gia nhập vào NATO, ngay cả khi mà hồ sơ của họ đã được chính thức chấp nhận. Đây là mấu chốt đằng sau sự thay đổi mạnh mẽ của Ankara trong việc rút lại quyền phủ quyết đối với các nước Bắc Âu. Thụy Điển đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, chính quyền hiện tại của Thụy Điển đã đồng ý giao nộp những người Kurd cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những người Kurd vốn có công bảo vệ đất nước này. Điều này khiến cho người Kurd rơi vào tình cảnh đen tối vì chính sách đối ngoại của Thụy Điển.
Hôm 29 tháng 6, Reuters đã trích dẫn lời của nhà lập pháp Thụy Điển, cũng là một cựu chiến binh người Kurd, Armeni Kakabayev, đã nói rằng ngày Thụy Điển cúi đầu trước yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vấn đề người Kurd là một ngày đen tối đối với chính sách đối ngoại của Thụy Điển. Người Kurd đã phải hy sinh trong cách tiếp cận chính trị mạo hiểm này. Và tại sao người Kurd lại phải hy sinh để Thụy Điển trở thành thành viên của NATO? Tại sao Thụy Điển lại cúi đầu vì Erdogan? Và bà Kakabayev đã thậm chí còn đe dọa khởi động một phong trào bất tín nhiệm nếu như chính phủ không thể biện hộ cho quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đều biết rằng Thụy Điển là nơi sinh sống của gần 1 vạn người gốc Kurd, và hành động của chính phủ đã khiến cho cộng đồng này đứng trước bờ vực nguy hiểm. Bây giờ đây, Phần Lan và Thụy Điển đều tán thành quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ khi coi PKK và các lực lượng người Kurd khác là những kẻ khủng bố. Điều này sẽ khiến cho cộng đồng người Kurd sẽ phải ra đi, và họ cũng sẽ là mục tiêu bị truy sát của những người coi họ là khủng bố. Với một nghị sĩ người Kurd đang thịnh nộ, một cộng đồng người Kurd phẫn nộ và những người dân lo lắng với sự quản lý sai lầm trong nền kinh tế này, bức tranh tổng thể của cuộc bầu cử sắp tới là rất rõ ràng. Và ông Erdogan rất khôn ngoan khi biết rằng hòn đá mà ông ấy ném vào chính trường của Thụy Điển cũng đủ để khiến cho mọi thứ trở nên rối loạn. Cho nên, việc ông ấy ủng hộ hay là phản đối hai quốc gia này gia nhập vào NATO thì cũng không còn quan trọng nữa. Nói cách khác là ông ấy đã thiết kế tất cả những điều này cho những sự kiện sắp tới. Nếu để gia nhập NATO mà gây ra tội ác cho người Kurd, thì ngọn cờ nhân quyền và dân chủ của phương Tây đang ở đâu? Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ biết rằng việc gia nhập của hai quốc gia này không thể đến sớm như họ mong tưởng. Ankara cảm thấy hợp lý khi dỡ bỏ quyền phủ quyết sau khi nhận thấy tình hình bất ổn chính trị ở Thụy Điển, và động thái dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Ankara sẽ không đắc tội với Nga. Giờ đây, chúng ta đã hiểu tại sao mà chính quyền Tổng thống Nga Putin đã nói rõ ràng rằng các nước Bắc Âu gia nhập vào NATO không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với Nga. Là thành viên NATO, trong chán, ngoài thèm. Kính thưa quý vị, nếu như các quan chức NATO coi việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO là một cơ hội để thu hẹp khoảng cách chiến lược trong khu vực biển Baltic, thì một cuộc chiến ngôn từ đã nổ ra giữa các quốc gia Baltic và EU về đề xuất phong tỏa vùng đất Kaliningrad của Nga. Vào tuần trước, các phương tiện truyền thông đã đưa tin rộng rãi rằng Lithuania là một thành viên của NATO đã bị áp lực bởi các lệnh trừng phạt của EU, buộc nước này phải áp đặt các lệnh phong tỏa đối với hàng hóa Nga đi qua hành lang đường sắt của nước này. Sau hành động này, Nga đã cảnh báo Lithuania về những hậu quả nghiêm trọng. Và từ phía Lithuania, họ cũng tuyên bố sẽ không có một lệnh phong tỏa nào như vậy được áp đặt đối với hàng hóa của Nga. Người ta đã làm rõ ràng rằng chỉ có 1% tổng lượng hàng hóa vận chuyển bị ảnh hưởng, đặc biệt trong đó có thép vận chuyển giữa Nga và Kaliningrad. Nói một cách đơn giản, các quốc gia Baltic, đặc biệt là Lithuania, không có cùng quan điểm với các biện pháp trừng phạt của EU đối với Kaliningrad. Một trong những lý do giải thích cho sự chần chừ này của các quốc gia nhỏ bé là mối đe dọa tiềm tàng về một cuộc tấn công của Nga. Reuters đã dẫn lời của một quan chức châu Âu vào ngày 29 tháng 6 nói rằng nếu tuyến đường truyền thống cho hàng hóa của Nga qua Belarus và sau đó là Lithuania để tới Kaliningrad không được khôi phục, thì quốc gia Baltic lo ngại Moscow có thể sử dụng vũ lực quân sự để cày nát một hành lang đất liền. Các nước Baltic lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt liều lĩnh của EU đối với Kaliningrad, họ có thể bị lôi vào một cuộc chiến tranh không mong muốn với Nga. Vì vậy, họ hiện đang buộc EU cấp cho Kaliningrad một quyền miễn trừ trước các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Vào ngày 30 tháng 6, Reuters đã đăng tải một báo cáo độc quyền có tựa đề là EU sắp đạt được thỏa thuận, thỏa hiệp về việc xoa dịu tình thế bế tắc với Nga trong vấn đề Kaliningrad. Trong báo cáo có trích dẫn ý kiến của một quan chức EU về vấn đề này, và ông ấy nói rằng Putin có nhiều đòn bẩy hơn chúng tôi có, sẽ có lợi hơn nếu như chúng ta tìm kiếm một sự thỏa hiệp. Chúng ta đang phải đối mặt với thực tế, quan chức này nói thêm. Vì vậy, EU thực sự đang xem xét chấp nhận yêu cầu của Lithuania để xoa dịu nỗi sợ hãi giữa các nước Baltic. Do đó, thông điệp của Lithuania gửi tới EU là rất rõ ràng. Khối không nên hy sinh lợi ích an ninh của Lithuania để gây sức ép lên Nga. Trước đó, trang Thế giới Baltic đã đưa tin rằng Estonia cũng đã chỉ trích NATO vì đưa ra một kế hoạch khiếm khuyết có thể xóa sổ họ ra khỏi bản đồ thế giới. Kế hoạch phòng thủ hiện tại của NATO dành cho các quốc gia Baltic đó là cho phép kẻ thù xâm lược vào vùng lãnh thổ của nước này, rồi sau đó mới từ từ đẩy lùi trong vòng 180 ngày. Thủ tướng Estonia là Kaja Kallas đã nói với phóng viên của Financial Times rằng những ai đã từng đến Tallinn và biết khu phố cổ của chúng tôi cũng như nền lịch sử trải dài hàng thế kỷ ở đây và di tích văn hóa, tất cả sẽ bị xóa khỏi bản đồ, bao gồm cả dân tộc của chúng tôi, quốc gia của chúng tôi. Kính thưa quý vị, có cảm giác rằng niềm tin trong mối quan hệ vốn đã bấp bênh giữa EU, NATO và các quốc gia Baltic đang mất dần. Trong khi Lithuania muốn ưu tiên an ninh quốc gia của mình lên trên các lệnh trừng phạt của EU,
thì Estonia cũng chỉ trích NATO vì đã để khối này rơi vào tình trạng chao đảo trong thời kỳ khủng hoảng. Ấy thế mà Phần Lan và Thụy Điển lại sẵn sàng đối kháng trong nước để gia nhập vào NATO. Đây chính là cảnh trong chán ngoài thèm. Và đây cũng là một nước cờ liều lĩnh để tự hủy hoại chính mình của hai quốc gia này. Bởi vì mối nguy hiểm đáng sợ nhất là sự phá vỡ đến từ bên trong, chứ không phải là mối đe dọa đến từ bên ngoài. Nói về NATO, kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra, họ đã chứng tỏ mình có khả năng đối đầu với sức mạnh quân sự của Nga trong cuộc chiến Đông Âu. NATO đang có kế hoạch mới để sử dụng 300.000 quân tại biên giới với Nga nhằm đối phó với cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine. Có lẽ đó sẽ là cuộc đại tu lớn nhất về khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của chúng ta kể từ sau chiến tranh lạnh, Giám đốc NATO Jens Stoltenberg đã giải thích. Đây là một sự thay đổi nhanh chóng trong kế hoạch của NATO và có thể chứng kiến kho vũ khí và các loại vũ khí khác di chuyển đến gần biên giới của Nga hơn. Đây là một tình huống sẽ chỉ làm trầm trọng thêm xung đột với Điện Kremlin. Tâm lý chiến tranh lạnh của NATO đang gây tội ác cho nhân loại. Trong một cuộc họp báo trước hội nghị của NATO vào ngày 27 tháng 6, NATO lần đầu tiên triển khai lực lượng phản ứng nhanh 40.000 quân mạnh mẽ để củng cố sườn phía đông của mình ở châu Âu, chủ yếu là để chống lại Nga. NATO đã có quan điểm coi khu vực Đông Âu là sân khấu của chiến tranh. Tại sao lại chọn Đông Âu làm sân khấu của chiến tranh? Chúng ta đều biết rằng, so với Tây Âu thì khu vực phía Đông có vẻ như là có thứ hạng thấp hơn về chỉ số kinh tế và chỉ số thịnh vượng. Một Tây Âu giàu có, với nền kinh tế phát triển hơn và mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn. Sự khác biệt này đã khiến cho Đông Âu xa lạ với các đối tác phương Tây. Và một thực tế khác đó là hầu hết các nước Đông Âu đều phụ thuộc vào Nga. Bây giờ đây, NATO đang sẵn sàng biến Đông Âu trở thành một bãi chiến trường trong con mắt của họ. Đông Âu một lần nữa lại trở thành vật hy sinh. Nếu như quan sát trong thời gian diễn ra chiến tranh Ukraine, chúng ta sẽ thấy rằng vở diễn từ thời chiến tranh lạnh đang được tái hiện. Nói cách khác là những sự kiện xoay quanh phương Tây và Nga chỉ là một mô phỏng cho thời chiến tranh lạnh, với việc Mỹ đã khơi mào chiến tranh trong cả hai trường hợp, xưa và nay. Hiện tại thì sự mở rộng của NATO đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Đông và Afghanistan. Và những lộn xộn trong các sự kiện gần đây đã khiến cho lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu di chuyển đến gần hơn biên giới của Nga. Và điều này khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vô cùng phẫn nộ. NATO từng để mắt tới Đông Âu và rồi họ dần dần lôi kéo được những nước thuộc khối Liên Xô cũ gia nhập liên minh của mình. Trường hợp gần đây nhất là Ukraine. Max Bergman là giám đốc chương trình châu Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết rằng, về cơ bản, những nơi mà NATO chiếm được gần giống với một phần nào đó của kịch bản thời chiến tranh lạnh. Các nước Baltic, đặc biệt là Estonia, đã chỉ trích NATO như đã nói ở trên. Với việc vùng Baltic dễ bị tổn thương và ngày càng có nhiều quốc gia nhỏ bỏ chạy theo phương Tây, NATO giờ đây có thể trực tiếp thực hiện học thuyết chiến tranh của mình, đưa ra một chiếc ô bảo vệ các nước nhỏ trước các cuộc tấn công của Nga. Kịch bản tiếp theo chính là việc chứng kiến Đông Âu có thể phân chia thành các phe phái và họ có thể tiến hành các cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại nhau. Với chiến thuật mới này, NATO có thể tận dụng sự chênh lệch kinh tế và tâm lý dễ bị tổn thương để biến Đông Âu trở thành một biển lửa. Sự kết thúc sẽ chứng kiến một cuộc chiến tranh lạnh mới do NATO dẫn đầu, không chỉ chống lại Nga mà còn chống lại toàn nhân loại. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.